Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Công nghệ và cuộc sống được phát sóng trên kênh NTV để cùng tìm hiểu và khám phá tri thức đa dạng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Và chương trình ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới mẻ đầy thú vị. Hãy cùng Hà Phương khám phá. Sạc pin điện thoại bằng cách đi bộ, dùng vi khuẩn để vẽ tranh chân dung, phát minh robot trợ lực cho con người của hãng Panasonic là những tin tức nổi bật kỳ này. Câu chuyện công nghệ kỳ này là những thước phim sinh động và chân thật về giấc mơ của thiên tài Soichiro Honda làm nên thương hiệu mô tô nổi tiếng toàn cầu. Và các chuyên gia sẽ giải đáp những câu hỏi về việc lựa chọn và sử dụng mô tô của thương hiệu này. Cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một cậu bé Philippines 15 tuổi đã phát minh ra một thiết bị sạc pin điện thoại thông qua việc đi bộ. Theo Phone Arena, cậu bé Angelo Casimio tạo ra một miếng lót giày có khả năng sản sinh ra dòng điện khi người dùng bước đi và sau đó dùng chính nguồn điện này để sạc pin cho chiếc smartphone của mình. Tuy nhiên, sáng tạo của Angelo chỉ có thể sạc pin được 10 phút cho iPhone khi cậu bé chơi bóng rổ suốt 2 tiếng. Trước đó, công ty Solar Power cũng đã có một sản phẩm tương tự và dự kiến tung ra thị trường vào mùa thu năm nay. Sản phẩm của Solar Power có thể sạc pin đầy cho một chiếc iPhone khi người dùng đi bộ 5 km. Công ty công nghệ ActiveLink thuộc tập đoàn điện tử Panasonic chính thức công bố các mẫu khung robot hỗ trợ hoạt động của con người. Tại lễ ra mắt trong tháng 6 vừa qua, Panasonic đã tung ra 3 thiết bị khung robot chủ lực hiện đang được ActiveLink phát triển, bao gồm chân robot đi lại phiên bản PLL04 Ninja, cánh tay robot hỗ trợ nông dân làm nông nghiệp, hợp tác phát triển với tập đoàn Kubota và khung robot hỗ trợ mang vác vật nặng PLL01E. Mục đích chính mà ActiveLink muốn hướng tới là hỗ trợ hoạt động của con người, đặc biệt là tạo ra hiệu suất cao trong lao động, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người bất kể giới tính, sức khỏe và tuổi tác. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang bị già hóa dân số và thiếu hụt lao động trầm trọng. Theo ông Fujimoto, ActiveLink đang đi sâu nghiên cứu khung xương robot cường lực. Với hiệu quả tối ưu về điện năng, cùng các nghiên cứu thực tiễn, khung robot hỗ trợ có thể sẽ là một trong những thiết bị của tương lai mà Panasonic tập trung nghiên cứu và phát triển. Tranh chân dung không phải là một loại nghệ thuật xa lạ trong ngành hội họa, tuy nhiên sẽ thật sửng sốt nếu bức tranh đó được tạo ra bởi chính những loại virus, vi khuẩn gây bệnh. Với ý tưởng mới lạ, Jack Tricoffer hiện đang học ngành vi sinh vật tại Ohio của Mỹ đã tạo ra một tác phẩm đáng sợ như vậy. Anh phơi nhiễm những tế bào vi khuẩn dưới bức xạ cao để kích thích tốc độ tăng trưởng của chúng. Nhờ vậy, số lượng vi khuẩn tăng lên nhanh chóng tạo thành bức hình chân dung sinh động. Những đối tượng chính của Coffer hướng tới là các nghệ sĩ và các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới như nhà vật lý Albert Einstein, họa sĩ Pablo Picasso hay diễn viên Stephen Avery. Các loài vi khuẩn được dùng để tạo hình bức tranh chính là chủng loại được tìm thấy trên cơ thể của các nhân vật này. Chân dung của Einstein, Picasso được tạo ra từ trực khuẩn Setarina marcescens, một tác nhân gây bệnh đường hô hấp và nhiễm trùng đường tiết niệu. Chân dung của Stephen Avery được tạo ra chính loại vi khuẩn tìm thấy trong cơ thể diễn viên này. Chính bởi vi khuẩn được lấy từ cơ thể của nhân vật nên bức tranh mang đầy đủ ý nghĩa tượng trưng. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến xe gắn máy, chúng ta không thể không nhắc tới thương hiệu Honda, nhà sản xuất động cơ lớn nhất thế giới với số lượng hơn 14 triệu chiếc mỗi năm. Lịch sử phát triển của thương hiệu này gắn liền với nhân vật nổi tiếng Soichiro Honda, người sáng lập tập đoàn, và câu chuyện công nghệ kỳ này sẽ là những thước phim hoạt hình sinh động, chân thực nhưng rất bình dị và đầy tính nhân văn về giấc mơ sáng tạo ra chiếc xe gắn máy đầu tiên của thiên tài Soichiro Honda. Hãy tin tưởng vào những giấc mơ, và chúng sẽ tin vào chính bạn. Vì những thứ bạn tưởng tượng tồn tại và trú ngụ trong thế giới của những giấc mơ. Cứ mỗi một vì sao đổi ngôi, một đứa bé lại được sinh ra với những món quà trời ban. Một trái tim biết lắng nghe những giấc mơ và sức mạnh để biến chúng thành hiện thực. Một trong số những đứa trẻ đó là bạn tôi, Soichiro Honda. Thời niên thiếu, cậu ấy thường sửa xe đạp giúp bố mình trong phân xưởng của ông. Cậu sinh năm 1906 tại Komio. Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ. Cậu còn là một họa sĩ và nhà thiết kế tài ba. Trong căn phòng nhỏ của mình, cậu đã vun đắp ước mơ và tin vào trực giác của mình. Chúng tôi thường có những chuyến đi xa bằng xe đạp và cả hai lao nhanh như gió.
Shoichiro Honda và Takeo Fujisawa. Tôi và cậu ấy là đôi bạn tri kỷ. Shoichiro là một nghệ sĩ thực thụ và có chút nổi loạn. Cậu ấy luôn biết cách lôi kéo bạn vào những dự án mà cậu ấp ủ. Nhờ vào lòng quyết tâm và sự sáng tạo không ngừng nghỉ, cậu ấy đã khiến mọi người chú ý, trong đó có tôi. Tôi vẫn nhớ sự hân hoan của Shoichiro. Nhưng tôi muốn kể cho các bạn nghe về đêm định mệnh ấy, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu của Shoichiro. Năm 1946, Shoichiro đã gắn động cơ đầu tiên cho chiếc xe đạp của cậu. Cậu đặt tên cho phát minh đó là Dream loại A. Và hai năm sau, cậu thành lập công ty Moto Honda. Và ngày nay, Honda đã trở thành huyền thoại ở các quốc gia trên thế giới. Hãy đặt niềm tin vào giấc mơ và hãy biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Bởi sự huyền diệu trong mỗi giấc mơ là vô tận. Theo nghiên cứu mới nhất của tạp chí nổi tiếng thế giới What Car, thì Honda là thương hiệu đứng đầu trong các hãng mô tô về mức độ phổ dụng và tin cậy. Thậm chí ở Việt Nam, Honda còn trở thành tên gọi chung của xe gắn máy. Và trong mục tư vấn kỳ này, chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với anh Hồ Văn Thuận, giám đốc công ty cổ phần Hưng Phát, cửa hàng cung cấp xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, để cùng giải đáp một số thắc mắc của các khán giả về việc lựa chọn sử dụng các sản phẩm của thương hiệu Honda. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Công nghệ và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mong muốn được anh tư vấn, vị khán giả của chương trình Công nghệ và Cuộc sống đã gửi câu hỏi đến cho chương trình, có trao đổi rằng gia đình của khán giả này rất tin tưởng các sản phẩm của thương hiệu Honda, và hiện tại thì gia đình của vị khán giả này đã có tới 3 chiếc xe máy Honda. Và vị khán giả này thắc mắc rằng liệu các sản phẩm này có thể thay thế một số chi tiết tương đồng của các sản phẩm cho nhau hay không? Ví dụ như mâm bánh xe chẳng hạn, thì anh có thể tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này. Với câu hỏi của vị khán giả thì tôi xin được trả lời như sau. Thứ nhất là theo cái tiêu chuẩn và cái quy trình để sản xuất một cái phụ kiện và một cái phụ tùng để thay thế cho các đời xe ấy, thì chúng ta không thể lấy cái phụ tùng của đời xe này hoặc là của dòng xe này thay thế cho dòng xe khác, bởi vì nó, nếu như chúng ta thay thế như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề về thông số kỹ thuật của các cái đời xe, nó ảnh hưởng đến cái sự an toàn lúc vận hành, và đặc biệt là nó còn ảnh hưởng đến các cái chi tiết khác liên quan đến cái chi tiết mà chúng ta thay thế. Ví dụ
nhưng mà câu hỏi của bạn đưa ra thì là chúng ta có thể lấy mâm bánh xe này thay cho mâm bánh xe khác, thì ngoài nó sẽ ảnh hưởng đến cái mức độ an toàn của cái dòng xe thì nó còn ảnh hưởng đến những cái chi tiết khác, ví dụ như là vòng bi, là bát phanh. Một nữ khán giả ở địa chỉ email viethuong@gmail.com đã gửi câu hỏi đến cho chương trình, mong muốn được anh tư vấn. Tôi 28 tuổi, là nhân viên công sở, đã có gia đình và con nhỏ, và tôi đang tìm mua một chiếc xe máy mang thương hiệu Honda phù hợp. Và điều tôi quan tâm nhất chính là kiểu dáng cũng như công nghệ tiết kiệm nhiên liệu. Vậy chuyên gia có thể tư vấn cho tôi sản phẩm phù hợp nhất? Dạ vâng, với câu hỏi của bạn thì tôi xin được tư vấn như sau. Bạn là một nhân viên công sở, lại là một người phụ nữ có gia đình, thì theo tôi nghĩ bạn với những cái dòng xe của Honda Việt Nam thì theo tôi nghĩ là bạn nên dùng xe Leaf. Bởi vì cái xe Leaf thì nó ngoài cái kiểu dáng được thiết kế rất là sang trọng và lịch lãm, thì nó còn với cái các cái kiểu dáng của xe Leaf được tích hợp với nhiều cái công nghệ rất là hiện đại. Đấy, ví dụ như là về cái kiểu dáng thì chúng ta có một cái cụm đèn, Honda Việt Nam đã thiết kế cái cụm đèn trước và đèn sau bằng những cái thiết bị bằng đèn hệ thống đèn LED, nó rất là bắt mắt và rất là sang trọng. Ngoài ra thì nó còn có cái tiện ích, đó là cái hộp đựng đồ của chúng ta của dòng xe Leaf thì nó rất là rộng, chúng ta có thể để được hai cái mũ bảo hiểm. Đấy. Thì ngoài ra còn có một cái số tiện ích về công nghệ, ví dụ như dòng xe Leaf thì động cơ được vận hành với công nghệ là ETS, và với cái phân khối 120 phân khối thì cái động cơ được làm mát bằng dung dịch, và như thế thì nó sẽ rất là an toàn. Đấy. Và thứ hai là cái hệ thống chân chống, bạn có thể làm tức là khi mà bạn bật chân chống xuống thì cái hệ thống điện nó tự động ngắt và chúng ta lúc đó chúng ta không đề được, và khi mà chúng ta bật chân chống lên thì chúng ta mới đề được, thì điều đó làm cho cái người lái xe nó có một cái cảm giác rất là an toàn. Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Tạp chí Công nghệ và Cuộc sống tiếp tục trở lại với những thông tin thú vị trong mục tương tác dành cho khán giả. Trong tuần qua, thì VNPT Nghệ An đã trao những phần quà có giá trị cho các vị khán giả đã trúng thưởng trong các câu hỏi kỳ trước. Và ở kỳ trước, câu hỏi của chương trình như sau. Theo bạn, máy điều hòa không khí hoạt động theo mấy chu kỳ? Và đáp án đúng là đáp án A, 2 chu kỳ. Và Phương rất vui mừng được thông báo vì khán giả đã may mắn trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là chủ nhân của số điện thoại 0169-256-7868. Và câu hỏi kỳ này như sau. Theo bạn, công ty mô tô Honda được thành lập vào năm nào? A. Năm 1946. B. Năm 1948. Quý vị hãy chọn tin nhắn theo cú pháp CNCS XXY, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Một vị khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV ngày hôm nay. Xin cảm ơn VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thư từ thắc mắc và đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email congnghevacuocsongntv@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập vào địa chỉ Facebook Công nghệ và Cuộc sống NTV hay gọi điện thoại đến đường dây nóng 0383 999 686. Và hãy nhớ truy cập vào địa chỉ website truyenhinhnghean.vn để xem lại những chương trình đã phát sóng. Còn bây giờ, Hà Phương xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.